thương Việt Nam thì khi mà chúng tôi công bố ra cách đây ít lâu thì cũng đã có những cái báo đặt vấn đề hỏi chúng tôi về cái điểm này. Thế thì tôi cũng xin được trả lời lại như sau. Ban giám khảo cuộc thi hậu Việt Nam thì chúng tôi mời thứ nhất là những nhà hoạt động, những nhà chuyên môn có uy tín trong các lĩnh vực, đấy là các nhà hoạt động xã hội, rồi các nhà hoạt động trong các cái lĩnh vực chuyên môn về văn hóa, về nghệ thuật, rồi các nhà thiết kế, các hoa hậu, các á hậu người đẹp. Cũng không có quy định nào là quy định rằng là cái hoa hậu, á hậu người đẹp là phải của cuộc thi hậu Việt Nam cả. Ở đây thì chúng tôi mời là những ai mà đang có uy tín và được công chúng mến mộ ở trong cái thời điểm đấy, thì chúng tôi nghĩ rằng hoa hậu Bảo Ngọc, á hậu của cuộc thi Miss World Việt Nam 2019 và kết thúc trong năm 2021 và kết thúc trong năm 2022 đấy, và là hoa hậu liên lục địa, đương kim hoa hậu liên lục địa, một cái cuộc thi quốc tế có uy tín, tôi nghĩ là một người đáp ứng được các tiêu chí như vậy. Bởi vì đây, cuộc thi hoa hậu liên lục địa là một trong những thương hiệu có uy tín, có danh giá, và cái thứ hai là Bảo Ngọc là một người trẻ tuổi, tuy nhiên là cũng đã có rất nhiều thể hiện là một người có trình độ và có kinh nghiệm rất là nhiều. Trình độ thì chúng ta đều thấy rất rõ trình độ của Bảo Ngọc về mặt học vấn, về mặt tiếng Anh, về mặt ứng xử. Mà trong cái chung kết của cuộc thi Miss World Việt Nam và chung kết Hoa hậu Liên lục địa, chúng ta đều thấy rất là rõ ưu thế vượt trội của bạn ấy so với hầu hết các thí sinh tham gia của cuộc thi. Và cái điều thứ hai là cái điều mà Bảo Ngọc nhiều người nghĩ rằng còn thiếu, đấy là kinh nghiệm. Nhưng mà tôi nói rằng Bảo Ngọc không hề thiếu kinh nghiệm. Bởi vì tuy là một người rất trẻ tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, nhưng Bảo Ngọc đã trải qua cuộc thi Hậu Việt Nam năm 2020, cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2021 và cuộc thi Hậu Liên lục địa. Đều là những cuộc thi lớn với những rất nhiều hoạt động, rất nhiều thử thách, rất phong phú, thử thách rất, tôi có thể nói là nhiều khi là khắc nghiệt. Bạn ấy đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là trong cái lĩnh vực là các cuộc thi hoa hậu người đẹp. Và một cái điểm cuối cùng tôi muốn nói rằng là mỗi khi chúng ta cuộc thi, chúng ta mời được một đương kim hoa hậu quốc tế nào đấy, chúng ta cảm thấy rất vui mừng, rất hãnh diện và cảm thấy cuộc thi của chúng ta được nâng cấp. Vậy tại sao khi một cô gái chúng ta đoạt danh hiệu quốc tế đấy, chúng ta mời vào cái vị trí mà nếu mà chúng ta mời người ngoài chúng ta cảm thấy rất là tự nhiên và thậm chí là thấy vinh dự, thì chúng ta lại băn khoăn, đúng không ạ? Cho nên là chúng tôi thấy, và thế này, Bảo Ngọc đăng quang tại cuộc thi hậu Liên lục địa và đoạt giải thứ nhì, ngôi vị thứ nhì tại cuộc thi Miss World, vậy thì chấm cuộc thi hậu Việt Nam có hợp không? Vì các bạn nói rằng là cuộc thi đấy có ý kiến rằng các cuộc thi đấy là tiêu chí nó khác, tuy nhiên cũng phải nói thứ nhất là Bảo Ngọc cũng đi ra từ cuộc thi hậu Việt Nam, bạn ấy đã trải qua từ vòng sơ loại, vòng sơ khảo, vòng trung khảo và đến chung kết cuộc thi hậu Việt Nam năm 2020. Bạn hiểu rất rõ cuộc thi hậu Việt Nam yêu cầu cái gì, đấy là điều thứ nhất. Và điều thứ hai là ban giám khảo không làm việc theo cảm hứng, ban giám khảo làm việc theo quy chế mà ban tổ chức đặt ra cho ban giám khảo, và quy chế chấm thi do ban giám khảo đặt ra nó có tiêu chí hết sức rõ ràng. Cho nên là tôi mong rằng là các bạn nhà báo cũng như là tất cả các quý vị đang quan tâm tới Việt Nam trên truyền thông sẽ yên tâm rằng là cái việc chấm thi tại cuộc thi hậu Việt Nam nó theo những quy chế hết sức là chặt chẽ và nó sẽ đưa ra những kết quả đúng như là tiêu chí của cuộc thi cũng như những quy định của cuộc thi. Xin ra trên cảm ơn. Đến đó thì đi lên thảo cả thì việc của Bảo Ngọc bắt đầu từ dường như là con số âm, và cho đến khi mà mình làm được, mình đi đến top 22 của Hoa hậu Việt Nam, để rồi mình đi đến Á hậu 1 của Miss World Việt Nam, và rồi thi Hoa hậu Liên lục địa, thì trong vòng 2 năm á, thì mình nghĩ đó là một bước tiến rất lớn, và cái đó cũng chứng minh được cái độ mà khó và cái độ mà trưởng thành của mình nó nhanh và nó nhiều một cỡ nào. Tất nhiên là Bảo Ngọc vẫn còn những cái điều mà Bảo Ngọc cần phải học, tuy nhiên ngay thời điểm này Bảo Ngọc khẳng định rằng Bảo Ngọc có thể dùng những kinh nghiệm và dùng những trải nghiệm, những tích lũy mà mình đã có để chọn ra được cô gái xứng đáng nhất. Và cái điều thứ hai nữa là Bảo Ngọc cũng nói là về cái tiêu chí của cuộc thi. Tất nhiên mỗi cuộc thi sẽ có một tiêu chí khác nhau, nhưng với Miss Intercontinental và với Miss Việt Nam, với Hoa hậu Việt Nam thì cả hai đều là những cuộc thi uy tín lâu đời, và những người ban giám khảo, những người cầm cân nảy mực
đều là những người phải có những cái chiều sâu và đều là những người mà phải có đủ tất cả những cái yếu tố, thì Bảo Ngọc tin rằng Bảo Ngọc hiểu rõ những tiêu chí đó. Và cái điều cuối cùng mà Bảo Ngọc cũng muốn nói là nếu như với tất cả những cái ý trên mà mọi người vẫn chưa cảm thấy thuyết phục, thì nếu mọi người vẫn không thể đặt niềm tin vào cô gái Bảo Ngọc thì ít nhất mọi người cũng có thể đã là đặt niềm tin vào những ban giám khảo, những ban tổ chức ở đây, thì họ là những người rất là lão làng và có thể là chọn được cô gái đạt được danh hiệu và xứng đáng với danh hiệu cao quý nhất. Thì không thể nào mà họ không thể chọn được một người mà có thể chọn được cái nhân tố mới lạ, cái nhân tố xứng đáng đó. Đó là câu trả lời của Bảo Ngọc. Và Bảo Ngọc rất là cảm ơn anh Cường đã cho Bảo Ngọc một cơ hội để cầm lấy. Cảm ơn Lê Nguyễn Bảo Ngọc và một chào tất cả.